bài trí của hệ tiêu hóa và mình cần biết tiết ra hormone hormone insulin và glucagon là chính. Ngoài ra còn có somatostatin. Thì cái đầu này lên em sẽ chứa ba loại chất hoạt tính, đó là tế bào beta chiếm 60% là chiếm nhiều nhất, tiết ra hormone insulin, tế bào alpha tiết ra glucagon và tế bào delta chiếm một lượng lớn khoảng 10% tiết ra somatostatin. Thì chúng ta nhìn ở đây, đây cái phần màu xanh lá cây xung quanh nó có cấu trận ví dụ chính là thị ngoại tiết. Và trên lẫn cái phần này chính là thị nội tiết. Thì trong cái phần thị nội tiết, cái tế bào màu càng tơ lên chiếm nhiều nhất nằm ở giữa, và chính là tế bào beta tiết ra insulin. Xung quanh tế bào beta có những tế bào màu xanh dương nhẹ, đó chính là tế bào alpha tiết ra hormone glucagon. Và những cái tế bào màu tím đậm ở đây là cái tế bào delta tiết ra hormone somatostatin. Đây là hình ảnh của cái đầu thị sáng màu hơn chen lẫn vô cái phần thị ngoại tiết nằm trên cái hình mô học. Chúng ta đi qua cái hormone quan trọng nhất của tiết thị đầu tiên đó là insulin. Thì insulin nó gồm có hai chuỗi chữ A và chữ B. Hai chuỗi này nó liên kết với nhau bởi ba cầu nối isofor giữa cái hai cái axit amin cysteine. Các bạn thấy cầu nối isofor tức là acid á, giữa hai cái nguyên tử lưu huỳnh đó. Thì chúng ta thấy trên chuỗi A sẽ có hai, sẽ có một cái cầu nối isofor trên cùng một chuỗi A, và giữa hai chuỗi nó sẽ có hai cái cầu nối isofor còn lại nữa nằm ở đây. Thì khi mà ba cầu nối isofor này bị gãy thì tôi cái phân tử insulin này nó mất hết chức năng và không còn chức năng làm nào của insulin. Thì insulin này á, nó là một cái protein cho nên quá trình tổng hợp của nó là gen quy định. Cái gen quy định tên chính là nhánh ngắn, cầm tên nhánh ngắn diễn ra từ một, và nó sẽ trải qua nhiều giai đoạn. Đầu tiên đó, khi mà dịch mã nó tổng hợp đầu tiên thì cái protein hình thành đầu tiên đó là pre-proinsulin, là một cái phân tử hoàn toàn không có chức năng. Tiếp theo đó thì cái pre-proinsulin này sẽ bị chuyển hóa thành proinsulin, và proinsulin này mới được giữ chứng tại hạt pancreas. Và khi nào mà trước khi mà nó phóng thích ra ngoài thì cái proinsulin này sẽ được tách ra thành một phân tử insulin và một phân tử peptidase. Thì chúng ta nhìn ở đây chúng ta sẽ thấy ở đây hai cái chuỗi màu hồng nằm bên dưới nè. Hai cái chuỗi màu hồng này nó có những cầu nối isofor, ba cầu nối isofor đó chính là phân tử insulin. Và hai cái cầu nối, xin lỗi, hai cái chuỗi A và B của insulin ban đầu sẽ được nối với nhau bằng cái chuỗi màu xanh ở bên trên. Chuỗi màu xanh này có tên là chuỗi peptidase, và toàn bộ cái phân tử này gọi là phân tử proinsulin. Thì cái phân tử này nó không có chức năng làm hạ đường huyết mạnh như là insulin, nhưng mà khi mà người ta lấy máu để đo insulin thì nó dễ nhầm lẫn cái proinsulin và insulin. Và đồng thời nếu mà những đối tượng nào đã có chết insulin thì khi lấy máu để định lượng insulin thì chúng ta cũng sẽ không phân biệt được insulin đó là từ ngoài vào hoặc là từ cơ thể, để chúng ta phải đón cái chức năng của cái tiết thể của cơ thể. Do vậy ngày nay để đo nồng độ insulin trong máu, người ta cũng đo được tiết insulin, mà người ta sẽ đo nồng độ của cái phân tử cái peptide C màu xanh nằm ở trên. Thì cái peptide C này nó sẽ bằng đúng với lại nồng độ insulin nội sinh và không bị nhầm lẫn với lại cái phân tử rồi insulin, cũng không bị nhầm lẫn với lại cái hormone insulin nếu như mà cái bệnh nhân đã có đường tiêu hóa sinh vào. Thì trong cái hoạt động của insulin đó, nó sẽ tác động lên ba cái mô chức chính, đó là mô gan, mô mỡ và mô xung quanh. Đây là ba mô chức chính yếu của insulin. Thì bạn thấy trong cái đáp đường tiếp hai, người ta thường đề cập cái đề kháng của insulin. Thì quá trình đề kháng của insulin là xảy ra tại ba con này: mô mỡ, mô gan và mô cơ bắp và cơ bắp. Cụ thể của insulin là thuộc cái nhóm tyrosinina. Cái này chúng ta học trong bài đầu tiên đầu, chúng ta có hai tiểu đơn vị beta phía ngoài để đón nhận cái hormone, và hai cái tiểu đơn vị beta xuyên màng. Thì hai cái tiểu đơn vị beta này sẽ có cái chuỗi tyrosine nằm trên đó, để mà nhận cái sau khi nhận kích thích thì tyrosine sẽ bị phát huy quá các gốc hormone lên, và lúc bây giờ những cái chuỗi beta mà mang các gốc phosphorin, ta sẽ lỗi mang các gốc tyrosine bị phosphorin hóa đó, nó sẽ đi kích thích những cái enzyme khác trong tế bào để thực hiện cái hàng hạ đường huyết. Và thứ hai là chức năng tăng trưởng. Thì cái chức năng của insulin thì chúng ta thấy quan trọng nhất đó là ba chức năng chuyển hóa, tác động đến chuyển hóa glucid, lipid và protein. Trong đó chức năng chính là tác động đến chuyển hóa glucid, tác động đến sự phát triển, thì nó sẽ cùng tác dụng với DNA, bởi vì hai hormone này
nó tác động lên cùng một cái nhóm cụ thể, là cùng là cụ thể tiêu sinh viên an, thì có nghe là chỉ đặc hiệu một cái gọi là điều biểu khác, một cái là đặc hiệu với lại insulin. Thì sau hơn nữa sẽ đảm nhận sự phát triển của cơ thể trong thời gian mà khi sinh ra, bắt đầu từ sau tuổi sơ sinh trở đi cho đến khi lớn lên ở nhà chết. Và hormone insulin này sẽ chỉ hoạt động những cái chức năng sinh trưởng ở trong bào thai. Hay mốt các bạn học tới cái bài thành và đánh giá nghiệm pháp rằng lưu cô, chúng ta sẽ thấy là những cái người phụ nữ nào bị nói loạn đường huyết thì sẽ sinh con thường nặng ký là do chính hormone insulin trong thai kỳ nó làm kích thích phát triển cái bào thai lên. Để lúc đó chúng ta sẽ giải quyết cái gì mình sau ha. Ở trên nghiệm pháp lưu xích thì cái chuyện đầu tiên là insulin sẽ kích thích là mở một cái kênh gọi là kênh lưu vốn. Cái này là viết tắt của chữ là lưu, chữ lưu đầu tiên đó là những gluco, và chữ T là transporter, tức là kênh vận chuyển gluco số 1. Cái kênh này là cái kênh dùng để đưa gluco từ bên ngoài tế bào, từ cái môi trường máu về cơ thể vào bên trong một tế bào đích. Do gluco là cái chất tăng trong nước, cho nên bản thân nó không thể di chuyển qua lại người do thay thế của bạn tế bào được, và nó mới qua cái kênh này. Thì sau khi mà insulin tới gắn lên tế bào đích thì cái kênh này sẽ được đưa lên bề mặt tế bào. Thì chúng ta thấy là ví dụ như đây là tế bào gan, tế bào cơ, tế bào mỡ dục trừng. Trên tế bào này nó sẽ có cái phần màu đỏ là cụ thể của insulin. Bên đây là cái kênh glucose transporter số 4 hoặc thành dương. Thì ban đầu chúng ta thấy cái phần tử insulin nó chưa tới, nó gắn lên. Thì các cái phần tử glucose nó còn nằm ở phía ngoài tế bào, nó không vào tế bào được. Sau khi insulin tới, tôi sẽ một vài lần insulin sẽ gắn lên trên cái cụ thể. Thì cái kênh glucose mở ra thì glucose sẽ đi vào bên trong tế bào. Chúng ta thấy glucose sẽ đi vào cái kênh glucose số 4 để đi vào tế bào. Rồi cái mô đến chính của insulin là bạc ô, gan, cơ mỡ. Thì sau khi mà insulin tới thì đầu tiên nó sẽ kích thích mở kênh glucose số 4 này ra để đưa glucose vào tế bào. Và tại từng tế bào thì nó sẽ kích thích để chuyển hóa glucose ra thành cái chất dự trữ. Thì như tại cơ và tại gan, thì ở cơ và ở gan thì ngoài cái chuyện mà sử dụng glucose tạo năng lượng thì cái chất dự trữ của glucose đây sẽ là dạng là glycogen. Và ở mô mỡ thì nó sẽ sử dụng glucose để chuyển thành axit béo và thành triglycerid. Riêng đặc biệt đối với tế bào thần kinh là tế bào sử dụng glucose, một trong tế bào sử dụng glucose mà không qua trung gian insulin, tức là không cần insulin thì glucose cũng sẽ đi vào trong tế bào này một cách liên tục oxy. Và bởi vì cái lý do là tế bào thần kinh không có tồn tại trên glucose số 4 mà là trên glucose đang có thơ số 1. Nó không có thơ số 4 cho nên là cái cơ số 1 sẽ mở thường xuyên, lúc nào nó cũng dành glucose hết, và nó dùng để dành dần glucose kể cả trong môi trường mà nghèo glucose trong máu. Tức là khi bị hạ đường huyết. Còn kênh số 4 này thì mở ra thường là sau bữa ăn. Sau bữa ăn khi nồng độ glucose trong máu tăng lên thì lúc đó cái kênh này sẽ được mở ra để tác động insulin, và gan, cơ và mỡ sẽ thu nhận glucose vào để cất vào cái nhà kho dự trữ. Khi đó ba cơ quan này, ba cái mô tính của insulin này sẽ đóng vai trò là cái nhà kho dự trữ glucose cho toàn bộ cơ thể. Thì sau khi mà insulin mở cái kênh glucose transporter số 4 để đưa glucose vào gan, thì tại gan nó sẽ làm tăng hoạt tính của những cái enzyme như là glucose kinase, như là enzyme phosphorylase, và xin lỗi, như là enzyme glycogen synthase. Đó là những cái enzyme mà nằm trong con đường để chuyển hóa glucose thành glycogen để dự trữ. Và đồng thời insulin sẽ bất hoạt cái enzyme phosphorylase. Đây là cái enzyme mà để cắt glycogen thành glucose tự do. Thì chúng ta thấy đây là những quy trình của quá trình. Đầu tiên là glucose sẽ được đưa vào trong tế bào, thì nó sẽ chuyển thành glucose 6 phosphate hóa dưới tác động của glucose kinase. Glucose 6 phosphate hóa này có thể đi theo đường phân để tạo ra acid pyruvic và đi theo để tạo năng lượng trong đường phân. Hoặc là khi dư thừa thì glucose 6 phosphate hóa này sẽ dưới tác động của glycogen synthase để chuyển thành glycogen dự trữ lại trong tế bào gan hoặc là tế bào đường phân. Về hormone insulin tới gắn lên cụ thể trên tế bào gan thì hoặc là tế bào cơ, tế bào mỡ, thì chúng ta thấy là sau đó chuyện đầu tiên là nó sẽ kích hoạt để mở cái kênh glucose, đưa glucose từ bên ngoài vào bên trong tế bào qua kênh glucose transporter số 4. Sau đó khi mà glucose vào tế bào thì đối với gan và cơ thì sẽ kích hoạt cái enzyme
glycogen sinh ra để tổng hợp glycogen dự trữ. Còn đối với lại mô mỡ thì nó sẽ chuyển hóa thành glucose và chuyển hóa thành axit béo, sau đó các axit béo này sẽ gắn với lại glycerol để tạo thành triglycerid dự trữ ở trong các thông bào. Cho nên chuyển hóa lipid thì nó đi ở các tế bào mỡ thì insulin sẽ kích hoạt cái chuyện mà tổng hợp lipid từ glucose để dự trữ lại và ức chế sự ly giải axit béo. Thì chúng ta thấy đây là cái phần mỡ. Cái phần màu trắng này chính là cái phần màu mỡ, và trong phần màu mỡ này chủ yếu là dự trữ triglycerid. Thì trong cái phần mỡ này nó sẽ có hai cái enzyme đi ba. Enzyme thứ nhất là chúng ta thấy là LPL. Enzyme này cái tên viết tắt của nó là lipoprotein lipa. Còn cái enzyme thứ hai là HSL, ở trên này là hormone sensitivity lipa. Thì chúng ta thấy đầu tiên đó, sau bữa ăn thì chúng ta sẽ đưa một cái lượng lipid vào trong cơ thể của mình. Cái lượng lipid đó sẽ theo cái lipoprotein nào về gan các bạn? Xilodiol, đúng không? Sau khi về gan thì gan sẽ tổng hợp thành VLDL thì qua triglycerid đó mới đến cung cấp cho các tế bào mỡ. Và cái VLDL này khi nó đi đến nó gặp tới ở màng tế bào mỡ, nó sẽ có tồn tại cái enzyme lipoprotein lipa. Thì lipoprotein lipa này là cái enzyme mà sẽ cắt cái triglycerid nằm trong VLDL để chuyển thành axit béo, tức là FIA tức là gì? Hả? Fatty acid. Fatty acid là acid béo này sẽ được chuyển từ cái VLDL vào trong tế bào mỡ, và vào trong nó sẽ tổng hợp lại cho các dạng triglycerid và các gắn với glycerol dự trữ. Vậy cái enzyme lipoprotein lipa là enzyme có tác dụng là đưa lipid từ ở bên ngoài vào bên trong tế bào mỡ dự trữ. Enzyme HSL là enzyme ngược lại. Enzyme này sẽ hủy cái triglycerid này ra thành axit béo và đưa axit béo này phóng thích ra ngoài để cung cấp cho máu. Thành ra một cái, mặc dù cái hai cái đều liên quan, nhưng một cái là sẽ đưa axit béo vào tế bào mỡ, một cái là phóng thích axit béo ra ngoài. Thì cái enzyme HSL này gọi là hormone sensitivity lipa, lý do là bởi vì nó chịu tác động các hormone, và trong cơ thể của mình chỉ có một hormone duy nhất ức chế cái enzyme này, đó là insulin. Còn lại tất cả những cái hormone khác, nhất là cortisol và glucagon sẽ kích hoạt cái enzyme HSL này. Rồi, cái enzyme HSL này nó sẽ khi mà chuyển hóa cái lipid vào trong một trường hợp bị thiếu insulin á, thiếu insulin thì đói á, là không thể cơ thể không tiết insulin, chúng ta thường hay gặp trong trường hợp của bệnh nhân mà đái tháo đường tiếp 1. Còn đái tháo đường tiếp 2 là cơ chế là đề kháng insulin. Thì cho bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 chúng ta thấy là khi không có insulin thì enzyme HSL này sẽ không bị cái dị ứng chế nữa, thì lúc đó nó sẽ giải phóng rất nhiều mà sẽ béo vào máu. Bình thường trong máu của mình thì cộng độ các hormone cân bằng, ví dụ như cortisol, insulin và glucagon nó cân bằng, thì nó sẽ tác động một cách cân bằng lên trên cái enzyme HSL, tức là có một phần HSL bị ức chế, có một phần thì bị kích thích, cho nên là các chất béo không thích ra mức vừa phải. Còn khi mà hoàn toàn không có insulin thì không có cái gì ức chế được cái enzyme HSL, thì lúc đó chỉ có những cái hormone kích thích thôi. Thì những hormone kích thích ví dụ như glucagon và cortisol nó sẽ làm các HSL này chuyển cái triglycerid dự trữ trong tế bào mỡ thành axit béo và phóng thích ra ngoài hết. Thì khi đó cái bệnh nhân bị tiểu đường đó, các tế bào bệnh nhân tiểu đường đó sẽ bị sống trong cái môi trường trong máu của mình là tràn ngập axit béo và không thể sử dụng được glucose. Các bạn lưu ý nha, nên bệnh nhân đái tháo đường thì glucose nằm ở bên ngoài của tế bào. Bởi vì khi không có insulin thì chúng ta sẽ quay lại cái hình ảnh chúng ta sẽ thấy khi không có insulin thì cái kênh glucose và kênh tế bào cơ, tế bào gan, tế bào mỡ cũng không mở ra luôn. Thành ra lúc đó trong trường hợp mà hoàn toàn bị thiếu insulin thì có hai vấn đề. Một là các tế bào mỡ phóng thích rất nhiều axit béo vào trong máu, và cái vấn đề thứ hai là glucose trong máu tăng lên, lý do là gan cơ mỡ không thu nhận glucose. Như vậy thì lúc đó tế bào sẽ đứng trước cái sự lựa chọn là có thể sử dụng cả glucose và cả axit béo để làm năng lượng. Cả hai cái này đều nhiều lắm, cho nên nó có thể chuyển qua ưu tiên sử dụng axit béo.
và cái quá trình mà sử dụng axit béo để tạo ra năng lượng nó sẽ tạo ra nhiều thể xơ to, và chính cái việc đó nó sẽ dẫn đến là bệnh nhân tiểu đường tuyết ngọt thường hay có cái biến chứng là tích tụ thể xơ to gây ra to quá máu. Vậy tổng hợp lại cái hình chúng ta thấy đó là đây là học body insulin sẽ có tác dụng rất là nhiều lên trên tế bào đấy ha. Đầu tiên hết khi insulin đến gắn lên trên cụ thể thì nó sẽ có nhiều con đường tuyệt quản, chúng ta thấy đầu tiên là nó mở lên glucose cao hơn số 4 để đưa glucose vào tế bào. Nó có thể gì ở đây là kết quả cái quá trình là lipogen synthesis, tức là tổng hợp lipogen, rồi những kim hay vi sinh hợp gluconeogenesis, tức là ức chế quá trình tân tạo glucose. Rồi ở bên đây là kết quả tổng hợp protein, rồi kết quả tổng hợp lipid dự trữ, và thậm chí là còn có một con đường là liên quan tới cái sự tăng trưởng và lớn lên tế bào hồng ha. Thì tổng hợp lại chúng ta thấy tác động của insulin thì ba cái tế bào chính tế bào insulin là tế bào lót, tế bào mỡ và tế bào gan. Thì đầu cái đây chúng ta sẽ thấy cái mũi tên màu xanh là khi nào tăng nồng độ insulin trong máu lên, còn mũi tên màu đỏ là ngược lại. Thì khi mà insulin tăng độ trong máu lên thì ta cứ đi theo mũi tên màu xanh. Thì đầu tiên là glucose sẽ đi vào ba tế bào này qua kênh glucose cao hơn số 4. Sau đó glucose sẽ được trong tế bào gan thì glucose sẽ được chuyển thành glucose 6 phát phát và chuyển thành lipogen dự trữ. Trong tế bào mỡ thì glucose sẽ được chuyển thành axit béo và từ đó tạo thành triglycerides dự trữ. Trong tế bào gan thì giống tế bào mỡ, xin lỗi, trong tế bào cơ thì giống trong tế bào gan là glucose sẽ được tổng hợp thành lipogen dự trữ. Còn ngược lại, khi nồng độ insulin hạ thấp thì chúng ta sẽ thấy lipogen ở trong gan và cơ thì đi giải, rồi cái triglycerides trong tế bào mỡ cũng đi giải ra. Thì trong đề điều hòa bài tiết insulin thì nó cũng không có chịu tác động của cái trục hạ đầu tiết yên, mà cái nơi quan trọng nhất để điều hòa bài tiết insulin đó chính là cái nồng độ đường huyết. Nồng độ đường huyết tăng thì sẽ kích thích cơn tiến bị những cái insulin để làm hại đường huyết ha. Rồi cái thứ hai là nồng độ sẽ là huyết tăng thì cũng có tác động là kích thích làm tăng đường huyết, nhưng mà tác động này không quan trọng lắm. Rồi hệ thần kinh tự chủ, các hormone dạ dày ruột và các hormone khác trong cơ thể cũng có tác động là kích thích bài tiết insulin. Thì chỗ này các bạn thấy ngơ là trong cơ thể của mình chỉ có duy nhất một hormone là hạ đường huyết, đó là insulin. Còn lại tất cả hormone khác thì họ cắt kết bạn một chuyện là ta đưa ra thêm một hormone, ví dụ như hormone đường quá secretin, prolactin chẳng hạn, có chức năng gì đến chuyện là tăng đường huyết hay hạ đường huyết. Thì cái chức năng đó bạn của mình dạng đó là tất cả những hormone còn lại là hormone là tăng đường huyết ha. Mà cái tùy theo mức độ, có thể là mức độ tăng đó là nhiều hay là không nhiều. Thì hai cái hormone mà đó khác mạnh nhất với insulin trong cơ thể của mình, thứ nhất là glucagon cũng chính là cái tăng đường huyết tỷ luôn, và hormone còn lại là cortisol. Còn lại những hormone khác thì hormone của tuyến giáp, hormone của tuyến tiên, hormone của vùng hạ đồi, hormone của vùng dạ dày ruột cũng có tác động là đối kháng với insulin, nhưng mà những mức độ ít hơn ha. Ở đây là hai giai đoạn làm tiết insulin. Thì giai đoạn thứ nhất sau khi bữa ăn, sau bữa ăn chúng ta ăn vào thì insulin được phóng thích ra, là những phần tử insulin đã được tổng hợp sẵn từ bên trong tế bào. Thì sau đó tế bào beta sẽ bị giảm cái lượng insulin xuống. Thì lúc đó nó phải có một cái đỉnh thứ hai mà tiết insulin này là do quá trình tổng hợp insulin mới ha. Còn ngay khi ta được ăn vào là có một lượng dự trữ sẵn, nó sẽ được phóng thích ra. Thành ra cái đỉnh tiết của insulin là nghiên cứu để thực hiện nó có hai giai đoạn. Giai đoạn một là phóng thích insulin có sẵn, và giai đoạn hai là tổng hợp insulin mới ha. Còn đây là ở phía trên này là cái đường đó là nồng độ insulin, nồng dưới là nồng độ đường huyết ha. Chúng ta thấy mỗi lần chúng ta ăn vô, tức là bữa ăn, mỗi lần sau ăn thì nồng độ insulin sẽ được tiết ra tương ứng với nồng độ đường huyết tăng lên. Mỗi ngày chúng ta ăn bao nhiêu lần thì sẽ có bao nhiêu lần insulin sẽ được tăng tiết cái đầu ăn. Cho nên là nên bệnh nhân mà cái đường mà cần điều trị insulin thì chúng ta sẽ canh thì tiêm ngoài kỳ là insulin nào ta sẽ có những cái trường hợp, tức là sau khi trước khi bệnh nhân ăn ta phải được tiêm insulin trước 30 phút để tạo ra cái đỉnh tiết giống như là khi mà bệnh nhân đó còn hoạt động bình thường. Cái hormone thứ hai là hormone glucagon.
Hậu môn này sẽ trong cái tòa nó tiết ra và nó sẽ có chức năng nó lớn hơn so với hậu môn sô-ri và ngược lại hậu môn sô-ri. Ở tại gan nó sẽ làm tăng cái tính lượng vô màu máu và do tăng ly giải tiêu xe và ở tại bên mỡ thì sẽ làm phối biến cái ly tiết dự trữ ha. Chúng ta thấy là vô cao tác dụng trên bộ gan. Một là làm ly giải tiêu xe thành gluco, hai là chuyển hóa cái những cái điện chất khác không phải là gluco trở thành gluco, đó là quá trình tân tạo gluco mới. Thì cái vấn đề mà điều quan trọng nhất là glucagon cũng là nằm độ đường huyết. Thì chúng ta nhớ là trong cái bài mình học có ba hormone ngon mà không chịu tác động từ cái trục hoạt động insulin, đó là insulin, glucagon và một hormone từ cái trục hoạt động đó là glucagon. Rồi và cuối cùng đó là điều quan trọng độ đường huyết. Thì cái độ đường huyết này luôn luôn được giữ ở mức bình thường, đường huyết đói là từ 70%, đường huyết đói nghĩa là đường huyết 8 giờ thôi. Cái phần này chúng ta sẽ được học kỹ hơn khi mà các bạn lên học cái bài biện pháp của nhà cô bộ môn ha. Thì lưu thông máu sẽ được điều hòa ổn định thông qua sự phối hợp nhịp nhàng giữa gan, hệ nội tiết và thần kinh. Gan đóng vai trò là cơ quan điều hành lưu thông, hệ nội tiết bằng cách là tiết ra các hormone hoa insulin và lưu thông tham gia điều chỉnh nồng độ đường huyết và cuối cùng là hệ thần kinh điều hòa hệ nội tiết. Thì chúng ta thấy nhìn thấy hình này cho các bạn ấn tượng là đối với là điều hòa đường huyết thì bên cạnh đường huyết có một hormone là insulin, tất cả các hormone còn lại nằm bên cái chân đó gì ha. Thành ra là nếu mà chúng ta trải qua một cái thời gian dài chúng ta không có tập điều hành theo, chúng ta không có một cái chế độ ăn phù hợp là ăn nhiều ha, quá mức quá độ, thì vô tình chúng ta sẽ làm cho insulin nó yếu thế hơn so với cái hormone còn lại. Và cái quá trình mà các bạn thường đó không có tập luyện với nhau là cái dài nó thấy chúng ta lên tới lúc bắt đầu bị bệnh mình không thấy ra một chiều nữa. Cái hồi nãy ta thường hay dùng sức khỏe để mua tiền, rồi nó già nó sẽ dùng tiền để mua là sức khỏe áo phô hoàng được không? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy sự phối hợp nhẹ nhàng giữa cái đậu vị và gan. Đầu tiên chúng ta thấy cái chữ tiếp theo của tên một bàn là high blood sugar. High blood sugar tức là lúc mà chúng ta mới vừa ăn vào thì nồng độ đường huyết trong máu mình tăng lên sau bữa ăn, nồng độ đường huyết tăng lên sẽ đi đến tế bào beta thì mình kích thích tế bào hàng tiết ra insulin. Insulin này sẽ đến tế bào gan làm gan thu nhận gluco vào trong máu và gan sẽ chuyển gan nhận gluco từ máu vào sẽ chuyển nó thành glycogen dự trữ. Một số tế bào khác như mỡ hay cơ bơm cũng thu nhận vào để mà chuyển thành glycogen và mỡ mỡ để dự trữ. Như vậy sau một thời gian ngắn thì gluco sau bữa ăn như thừa nó sẽ được cất vào trong các cái kho, nhất là kho ở gan để dự trữ. Cho nên chỉ một thời gian ngắn sau thì nồng độ gluco sẽ thấp xuống. Thì lúc đó đường huyết trở lại mức bình thường. Rồi bắt đầu nhiều tiếng hồ sau, 4-5 tiếng hồ sau chúng ta rơi vào cảm giác đói trở lại. Thì lúc mà đói thì nồng độ đường huyết trong máu mình lại hạ xuống. Lúc bây giờ khi nồng độ đường huyết hạ thì đường huyết thấp nó sẽ đi đến tiếp tục và làm tiếp tục tác động lên tế bào alpha tiết ra glucagon, và bây giờ glucagon sẽ đi tới cái chỗ gan làm cho gan đi giải glycogen thành gluco hãy vào trong máu. Như vậy cái kết quả của cái chuyện này là sẽ làm cho đường huyết tăng lên trở lại. Cho nên là nhờ cái cặp hormone và glucagon phối hợp với gan mà sẽ làm cho đường huyết ở trong cơ thể của mình trong trạng thái nào ổn định. Và thứ tư là nếu chúng ta không kiểm ăn thì chúng ta cũng không có chất đói nha. Lý do là cái nguồn gluco trong gan còn thì nó sẽ mất hết gluco để cung cấp cho các cơ quan khác. Và chỉ khi nào nguồn gluco này cạn kiệt thì lúc đó chúng ta mới chất đói nha. Thì thường cái kho dự trữ của gan này giúp mình cầm cự trong vòng vàng tuần lễ nha. Cho nên các bạn thấy những cái liệu pháp mà hiện nay nó thường kéo dài một tuần lễ, không kéo dài hơn nha. Nhiều khoáng. Cái phần đó có được này thì tôi sẽ để dành lại cho các bạn khi nào mà lên trên bộ môn thì chúng ta sẽ học cái bài phát triển đạo Google. Còn hôm nay chúng ta không nói cái phần này đây. Phần này chỉ dành lớp nào mà chúng ta học cái bài phát triển thì chúng ta sẽ kết thúc cái phần chương đầu tiết đây và chúng ta lẽ ra là thứ tư tôi định cho các bạn nghỉ một lúc lại nha. Là thứ tư này là cô khuê sẽ dạy cho các bạn 2 giờ về giác quan nên là các bạn đi học không nha. Thì chúng ta học luôn thì sau này khi mà những cái giờ cuối cùng của môn thì các bạn sẽ thực hiện lại thôi chứ không có gì hết.
thì các thứ tư thì các bạn nhắc đến tổng giáo cũng hay đó. Đúng rồi.